Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh Ho Chi Minh City University of Foreign Languages Information Technology, là một cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục tại Việt Nam. Được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1994 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lịch sử phát triển. Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1994 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn, 1992, ngày 15 tháng 10 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi loại hình Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh từ loại hình Trường Đại học Dân lập sang loại hình Trường Đại học Tư thục. Năm học 2004 trở đi trường mở hệ đào tạo ngành quan hệ quốc tế và tiếng Anh theo kiểu song ngành. Đồng thời tiến tới mở chuyên ngành Thái Lan học. Năm 2019, trường thành lập thêm khoa luật dựa trên nền tảng bộ môn luật. Trường có 8 khoa, 2 bộ môn, 4 phòng, 3 ban, 1 thư viện và 3 trung tâm trực thuộc với số lượng CBNV và giảng viên thay đổi và đáp ứng theo nhu cầu thực tế. Các khoa hiện có khoa ngoại ngữ, khoa công nghệ thông tin, khoa ngôn ngữ và văn hóa phương Đông, khoa quản trị kinh doanh, khoa du lịch khách sạn, khoa quan hệ quốc tế, khoa lý luận chính trị, khoa kinh tế tài chính, khoa luật về quan hệ quốc tế, với việc phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu và sứ mệnh đào tạo của trường. SUFLIT ngoài việc không ngừng cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, hệ thống quản lý, trường còn luôn tích cực chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo ngay từ khi mới thành lập thông qua các hoạt động hữu nghị, hợp tác học thuật và ngoại giao nhân dân. Hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế của SUFLIT chủ yếu thông qua những chương trình như sau: trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên, tổ chức đón tiếp các đoàn từ các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nước ngoài đến thăm và làm việc với SUFLIT, tổ chức các đoàn ra nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cơ sở đào tạo, các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức hội nghị khoa học, hội thảo quốc tế, tọa đàm chuyên đề. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Tiếp nhận viện trợ tài liệu, giáo trình, trang thiết bị, phục vụ công tác đào tạo từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tiếp nhận các nguồn học bổng và tài trợ nước ngoài, liên kết đào tạo và thực hiện các chương trình hợp tác học thuật như chương trình chuyển tiếp, chương trình ngôn ngữ, chương trình thực tập, chương trình giao lưu văn hóa và học tập ngắn hạn. Tiếp nhận tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy tại trường, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các hội hữu nghị và các cơ quan hữu quan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hữu nghị và thực hiện công tác ngoại giao nhân dân. Tính đến năm 2017, trường đã thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 80 trường đại học và tổ chức đến từ các quốc gia khác nhau: Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines. Chương trình đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có các chương trình đào tạo sau: chương trình đào tạo đại học chính quy có 12 chuyên ngành, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị kinh doanh quốc tế, quan hệ quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, luật kinh tế, đông phương học. Chương trình đào tạo thạc sĩ có 2 chuyên ngành, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin. Năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển đại học chính quy 12 ngành theo 3 phương thức. Phương thức 1, xét tuyển theo kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021. Phương thức 2, xét tuyển theo học bạ Trung học Phổ thông. Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 Trung học Phổ thông. Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 Trung học Phổ thông. Phương thức 3, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.